Shop Hoàng Nhật xin chào tất cả các bác. Em tiếp tục giới thiệu các bác một chiếc máy lọc khí hàng VIP cao cấp của Panasonic. Đối với dòng Pana thì những con nào mà nó có cái báo phần trăm độ ẩm này thì rất là ít các bạn này, chủ yếu là những dòng máy 80 trở lên nhé. Còn 70 trở xuống thì nó không có cái báo phần trăm độ ẩm bằng số điện tử này đâu. Một con máy dòng VIP cao cấp của Panasonic, cao cấp nhất của Panasonic tại thời điểm hãng sản xuất với H80 các bạn này. Đây. Cái chiếc này em báo giá luôn các bác là em bán là 2,1 triệu, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển. Máy đã được đấu với nắp điện 220V rồi. Hình thức thì như trên clip các bác xem nhé, máy có thế nào quay đúng là như vậy luôn. Cận cảnh clip cho các bác, 2,1 triệu siêu rẻ. Bên sườn này các bác này, 2,1 triệu một con lọc khí Panasonic VXH80 có thể dùng được cho phòng khoảng 50m² trở lại. Dòng hai cánh vẫy, đầy đủ full tính năng. Đây, tất cả mọi góc cạnh cho các bác luôn, quay luôn thông số ra mắt luôn. Đời 2012, series máy 8233, VXH80 74W. Em bán 2,1 triệu. Ở cái phân khúc cao cấp của Panasonic, con này để mã số 5 các nhá. Có cảm biến phát hiện người này các bạn này. Đấy, cảm biến phát hiện người là tức là cảm biến phát hiện chuyển động, khi có người trong phòng thì máy sẽ hoạt động theo cái cơ chế có người. Còn nếu mà lâu lâu máy không phát hiện có người trong phòng thì máy sẽ hoạt động giảm tốc độ đi tối ưu điện năng các bác nhá. Đầy đủ cảm biến ánh sáng. Nói chung là con này thì nó là full đỉnh nhất của Panasonic, đã không còn cái gì phải giới thiệu nữa các bác nhá. Đấy, nó là đối với dòng Panasonic thì nó là đầy đủ hết rồi. Hai cảm biến ẩm và mùi, cảm biến bụi. Dòng này 5 cảm biến nhé. Đây 3 cảm biến các bác nhé. Cảm biến ánh sáng là 4 này. Cảm biến phát hiện người là 5. Đây. Con này phần màng HEPA zin theo máy vẫn còn rất là ok nhé. Nó hơi này một tí thôi các bạn. Nhưng mà nó... cái giấy của Pana này rất là mềm. Đây. Đây. Nó vẫn còn rất ok luôn. Than hoạt tính của Pana rất là dày này các bạn này. 2,1 triệu thì thật sự nó là siêu rẻ các bạn ạ. Cho một con Panasonic. Bên này là phần bình nước bùa. Ngày hanh khô như thế này các bác dùng điều hòa nhiều thì mình nên sắm một con máy lọc khí để bùa, khử mùi. Nhà bác nào hay hút thuốc này, phòng có mùi hôi nhiều. Đấy, mà các bác một thứ còn rất mới các bác nhé. Hay còn rất đẹp này. Mùi hôi, trẻ con, đái dầm rồi là các bác hút thuốc phòng có mùi ẩm mốc. Các bác thứ. Bên Nhật thì họ trang bị máy lọc khí thì gần như phòng nào họ cũng có, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ hay nhà ở họ đều có hết. 2,1 triệu các bác nhé, các bác nào lấy các bác luôn. Chào các bác.